Rồi mình đã test về ha. Bao nhẹ nhàng cho anh em ha. Đó. Chào anh em Ad 105 xanh GB nha. Giới thiệu cho anh em cấu hình cái nồi full zin Thái nha. Xe này thì nó đã bị tuột nồi rồi, chạy rất yếu ha. Thì cho anh em coi lại cái nồi cũ nha. Cái nồi cũ chủ xe thì hai nhôm nồi chủ xe nó bị mòn lõm nè. Chung là cái xe này chắc cũng từ thời mới mua chưa có làm phần qua phần nhôm nồi nha. Phần bố nồi thì có làm rồi. Đó, anh thấy là mòn mòn ha. Với lại nó phần cái đế nó bị khoan ha, khoan rất nhiều lỗ nha. Đó, dẫn đến tình trạng là cái phần ra vô nó không đều nha, khoan rất nhiều lỗ rồi, nhiều tổ ong nha. Rồi, cho anh em coi phần bố sắt này, sắt thì bị mòn nhẵn từng ấy luôn nha. Nó không còn đồ bám nữa. Nó trơn như trượt patin nha. Đó, bố nó sắt bị nhòn nhẵn hết rồi. Và phần bố thì là một bố zin và bốn bố lô nha. Đây là đây là lá bố zin nè, cho anh em coi ha. Còn đây là bốn cái này là còn bốn cái lô nè. Đó, rồi. À, mình sẽ đi lại cái lò xo luôn, tại cái lò xo này thì nó là xài lâu ngày lúng xẹp hết rồi. Mình sẽ đi lại lò xo nồi mới chủ xe luôn. Thì cho anh em coi phần cái nồi zin Thái nè, gồm có hai nhôm nồi mới chăm chăm. Đúng zin Thái nha. Anh em thấy là không có phần cái tổ ong như chủ xe ha. Cái sơn nguyên nha. Đó. Rồi. Bố sẽ đi chủ xe combo là full là 5 bố Thái nha. Đó. 1 2 3 4 5 ha. Bố bạn đó của mình nha anh em ha. Không có đi là bố lô sẽ bào bố của anh em đó, mặt trước mặt sau như một cho anh em luôn. Và đi sắt zin Thái. Mình sẽ đi sắt zin Thái nha, không có đi sắt lô có lỗ sẽ bào bố của anh em. À, bốn sắt zin Thái nè, 1 2 3 4 ha. Trắng đẹp một kia nè, mặt trước mặt sau đều như một ha. Rồi, lò xo sẽ đi chủ xe combo là lò xo mới luôn. Tại cái lò xo cũ nó chạy lâu ngày bị lúng xẹp nha, cho mình sẽ đi lại lò xo nồi mới ha. Anh em mà muốn bảo dưỡng cấu hình nồi Thái thì ghé bên Đồ Xe Việt Nam ha. Và mình sẽ tiến hành là kiểm tra làm cho anh em bộ nồi ưng ý nha. Bao chạy nhẹ xe bóc cắt côn ngọt ha. Rồi, chào anh em. Rồi, chào anh em Adster xanh GB nha, Ad 105 năm số ha. Thì xe này đây bị tình trạng là tuột nồi rồi. Thì đang hành là ráp phun hình nồi zin Thái nha. Đó. Rồi đầu tiên thì anh em sẽ bắn cái đế nồi vô ha. Thì cho phần lá bố vô. Bố thì anh em cho mặt nào cũng được nha. Còn riêng phần sắt thì anh em phải cho mặt côn vô ha. Mặt côn nằm trong còn mặt bén nằm ngoài nha. Tiến hành là lắp đều là 5 bố, 4 sắt, 4 lò xo. Lò xo thì nó có hai chiều nha. Anh em để chiều lớn nằm trong còn chiều nhỏ nằm ngoài. Chiều lớn thì cái miệng nó đá ra nha. Còn cái phần chiều nhỏ thì cái miệng nó bấu vô. Đó thì anh em lưu ý những phần này ha. Đó. Rồi mình tiến hành là định tâm một cái lò xo nồi, định tâm 4 con nha. Sau đó mình tiến hành là vặn đường tê ha. Cấu hình vặn thì vặn đối chiếu nhau và từng con một ha. Chút nữa mình sẽ qua kia mình cho anh em coi phần chỉnh cái phần cánh buồm chụp côn và cánh buồm của lốc máy. Rồi sau khi vặn 4 ốc ép lò xo xong ha, mình tiến hành là chỉnh nồi nha. Chỉnh nồi thì anh em là lưu ý nha, anh em sẽ tháo con này lỏng ra ha. Đó, lắc kê phần này nha, chỉnh tới lúc sát là mình sẽ lắc kê lại nha. Đó. Cấu hình là mình sẽ chẳng được phân tư dòng và lắc kê lại. Chút nữa mình sẽ test cho anh em coi luôn ha. Rồi, test nhẹ cho anh em coi ha. Đó, cắt nồi chăm chăm ha. Bao đều chăm chăm cho anh em luôn, không có bị là gợn nồi và sót nồi của anh em ha. Rồi. Tiến hành ốp lốc nồi nha anh em. Mình sẽ qua anh kia coi cho anh em coi phần chỉnh phần cánh buồm trục côn và cánh buồm tri côn ha. Rồi, đây là phần mình sẽ chỉnh cánh buồm của trục côn và cánh buồm tri côn thì chỉnh như thế nào ha. Thì anh em thấy là đây là cánh buồm của chụp côn nè và đây là cánh buồm lốc máy, thì anh em cho hai ngoài trùng nhau. Thì nếu như anh em nào mà có sáng ý á, thì anh em sẽ biết được á, là phần mình sẽ chỉnh là phần mình trừ hao nha. Đó, thì đây là bên mình sẽ trừ hao cho chủ xe một phần nhỏ để chủ xe trong này nó đều bố lại để mình chỉnh nha. Đó, thì anh em đừng có đừng quan tâm ốc này nó xa gần nha, kệ nó, xài lâu ngày dây nó giãn mình phải tăng lên thôi. Còn chủ yếu là quan tâm phần cánh buồm của chụp côn và cánh buồm lốc máy là trùng nhau ha. Rồi, cảm ơn anh em Ad đã ủng hộ. Tiến hành đọc lốc máy là mình sẽ test cho anh em. Đó, đáng hành là tăng sên cho chủ xe này kia luôn. Test nhẹ nhàng là mới làm full nồi zin Thái ha. Bao nhẹ nhàng cho anh em ha. Đó, cấu hình này mình làm full cả bộ nồi Thái chủ xe luôn. Bao chạy bốc ok cho anh em ha. Đó, anh em có nhu cầu thì ghé bên Đồ Xe Việt Nam nha. Rồi, mình đã test về ha. Bao nhẹ nhàng cho anh em ha. Đó. Cấu hình này thì làm nồi zin Thái thôi. Chạy bốc nhẹ nhàng, không bị là tuột nồi nha. Bao ok cho anh em, bền nhẹ xe ha. Đó. Rồi, cảm ơn anh em Adster 135 nha.